Đây, con cắt đi. Hôm nay mình sẽ bắt trứng chim nhá. Để cắt một vài cái này. Mứt trứng chim Tân Việt à? Dạ. Cắt ít thôi, cắt chỗ nhỏ nhỏ thôi, cắt ở trên này này. Đây này. Đó, cắt vào thôi được rồi. Đây nhá. Ăn thử trong ngon không? Con ăn thử trong ngon không? Đó có rồi à. Ngon quá. Ủa, có đồ nhỉ? Lạc rất là ngon đúng không? Ngon. Nhưng mà có cả cái bị vỡ rồi. Mới mềm mềm nữa.